Chào các bạn, hôm nay Linky Store xin giới thiệu cho các bạn một mẫu loa mới của Oris, dòng Oris TO85. Đây là một dòng loa mình nghĩ khi mình giới thiệu xong sẽ rất nhiều khách hàng cần và sẽ alo cho mình. Một mẫu loa có tích hợp dàn karaoke 5 số của Oris, một dòng loa của Việt Nam. Lúc trước thì bên mình có giới thiệu cho các bạn một dòng loa có tích hợp tính năng karaoke là dòng Agnos KB39U. Có rất là nhiều ứng dụng hay cho nên là được khách hàng rất là ưa thích. Thì hôm nay Oris ra một mẫu mới, Oris TO815, cũng tích hợp dàn karaoke sẵn, không cần wifi 3G vẫn có thể hát được bình thường. Nhưng mà đi kèm đó là thêm nhiều tính năng hay, cộng với đó là công suất của loa này lớn hơn. Dòng Agnos về rất là hay. Tuy nhiên thì một số khách hàng cần chơi ngoài trời với âm lượng cao, công suất lớn thì vẫn chưa hài lòng lắm. Và hôm nay thì dòng Oris về, và mình nghĩ đối với dòng này thì công suất của con này thì mình nghĩ đáp ứng được nhu cầu của các bạn là chơi ngoài trời công suất lớn. Loa này sở hữu loa bass 4 tấc, thiết kế một màu đỏ khá là đẹp. Hai micro thiết kế bằng nhôm nặng tay. Mình sẽ đi chi tiết về phần bản mặt điều chỉnh của loa Oris TO815, một trong những dòng mới ra và được mình rất là ưng ý với dòng này. Có cần điều chỉnh Averizer, cổng out cho video, cổng vào. Cái màn hình này thì hiển thị rất là sắc nét, các bạn có thể thấy màn hình hiển thị rất là nhiều các cái thông số khác nhau, ví dụ như pin, chế độ cộng như là các cái chế độ AUX các kiểu, rất là hay. Vẫn tích hợp cổng HDMI, cổng Otico và cổng S-Video. Cổng Otico thì cho âm thanh chất lượng hơn. Dòng đối với chức năng này thì chỉ có dòng Oris này có, còn dòng Agnos lúc trước chưa có nhé. Các nút điều chỉnh thì mình cũng không giới thiệu nhiều, thì nó vẫn các nút bass check và điều chỉnh của bass check Miro, thêm một bình ắc quy giống như các dòng khác thôi. Công tắc nguồn gồm 3 chế độ, hơn hẳn Agnos chỉ có 2 chế độ bật và tắt. Lo này thì các bạn có thể hát trực tiếp được, cắm điện trực tiếp được. Cổng HDMI ra TV, khi mà các bạn dùng USB cắm vào trên phía trên, USB các bạn cắm vào ở đây thì các bạn có thể kết nối với điện thoại hoặc kết nối với TV cho màn hình lớn để hát. TV thì các bạn có thể kết nối qua cổng audio out này hoặc là cổng HDMI out này, đều được hết. Cổng HDMI thì sẽ cho bạn hình ảnh âm thanh tốt hơn. Đó là mặt điều chỉnh của loa Oris TO818. Dòng TO818 sẽ hơn dòng Agnos ở một chỗ nữa là sắc tài hát. Dòng Agnos chưa có sắc tài hát, nhưng mà đối với Oris thì Oris đã thiết kế cho các bạn luôn một dàn một quyển sách để các bạn lựa chọn các bài hát dễ dàng hơn. Remote này thì giúp các bạn bấm số giống như một dàn karaoke 5 số ở nhà các bạn. Hai micro này thì mình đánh giá hai micro này cũng khá tốt hơn dòng Agnos khá là nhiều. Nhưng mà cũng lưu ý luôn thì dòng này có giá cao hơn Agnos, cho nên là các bạn cũng có thể chọn Agnos để sử dụng vì mình thấy con Agnos cũng rất là hay. Bây giờ thì mình sẽ test nhạc cho bạn nghe thử loa Oris TO815 như thế nào. Mình sẽ mở cho bạn một bài nhạc có sẵn trong danh sách nhạc của loa Oris, bài Sóng Tình.
đây đối với dòng này thì mình vẫn chưa thấy cái chế độ tắt tiếng của ca sĩ cũng như là bật tiếng của ca sĩ. Chỉ có nhạc karaoke. Cái này thì thua Arknot một xí, vì Arknot có thể cho các bạn vừa có thể là thích thì nghe ca sĩ hát, hoặc là các bạn tắt tiếng để các bạn hát karaoke. Ở đây thì cái ứng dụng của Arknot, cái ứng dụng của Oris thì nó sẽ như thế này. Phía trên sẽ là phần full màn hình, phía dưới phần chấm điểm các chế độ, ví dụ chế độ cho nam, chế độ cho nữ, qua bài. Ở phía trên này là các cái chế độ như là chuyển tông, thay đổi nhạc hay là volume lớn nhỏ thì các bạn có thể điều chỉnh ở đây. Rồi, những ứng dụng thì cũng đơn giản thế thôi. Giao diện của Oris The Karaoke khá là đẹp, màu xanh mình rất là thích. Miro thì mình sẽ test cho bạn thử Miro của Oris. Nhìn Miro rất là ngầu, nhìn nhé. Dòng này thì các bạn có thể chơi ngoài trời thoải mái mà không. Các bạn không lo là loa bị nhỏ so với ngoài trời và không gian nó không bị lõm đâu. Các bạn có thể ghé tìm loa Oris TR815 ở linkitstore.vn. Cảm ơn các bạn. Các bạn đón xem những video karaoke tiếp theo mà mình sẽ hát ở những video tiếp theo. Oh.